乐有半天，快乐半天，开心片刻即送回头便知，随便笑过快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，人你出发好每一天。Đây là sản phẩm mới của chúng ta, Bảo Bối Giữ Sắc Đẹp sắp ra mắt thị trường. Cung Diệp đã nghĩ ra kế hoạch gì hay chưa? Khách hàng chính của Bảo Bối Giữ Sắc Đẹp thường là những người phụ nữ trên 30 mấy tuổi, là khách hàng có khả năng chi tiêu, có công việc ổn định. Và nữ diễn viên được họ yêu thích nhất gần đây đó chính là Dạn Hoa, cho nên tôi mới... Có lộn không vậy? Không lẽ anh định mời Dạn Hoa làm gương mặt đại diện? Bộ phim mà cổ đóng mới được khởi chiếu tôi cũng có xem. Lúc quay cận mặt á, nhìn da mặt cổ sần sùi như giấy nhám gì đó. Bỗng mắt to đến mức có thể đựng được cái đồng cắt 5 đô. Anh tìm cổ làm gương mặt đại diện, anh muốn sản phẩm mình bị ế hả? Thực ra thì ở độ tuổi của Dạn Hoa, cổ được như vậy á cũng gọi là đẹp rồi. Tôi cảm thấy người làm gương mặt đại diện cho Bảo Bối Giữ Sắc Đẹp nhất định phải đẹp hút hồn thì mới đủ tư cách. Xin lỗi nha, thật ra là tôi có cái này rất muốn chia sẻ với mọi người. Người đẹp nhất, hấp dẫn nhất ngoài đại tiểu thư ra, tôi không thấy còn ai thích hợp hơn nữa đâu. Tôi không được đâu. Đại tiểu thư chơi Dạn Hoa cũng chỉ vì muốn đề xuất mình làm gương mặt đại diện thôi. Tỉnh lại đi. Peter nói rất hay. Người phù hợp nhất chỉ có thể là đại tiểu thư. Từ trước tới bây giờ tôi cũng thấy Liên là CEO đẹp nhất đất Hồng Kông đó. Mọi người không tin hả? Thì hỏi Quy đi. Thì đương nhiên rồi. Vậy thì mọi người đã thống nhất ý kiến rồi, cứ quyết định vậy đi. Đại tiểu thư sẽ là gương mặt đại diện cho sản phẩm Bảo Bối Giữ Sắc Đẹp. Khoan đã, Liên từng là gương mặt đại diện cho rất nhiều sản phẩm của Tiếp Long rồi. Tôi e khách hàng sẽ nhầm lẫn đó. Không sao đâu ba, vốn dĩ con là người của nhà họ Long, con quảng cáo thêm vài sản phẩm nữa thì cũng hợp lý thôi mà. Nhưng mà ba có ý tưởng mới, tổ chức bầu phiếu trong công ty. Bộ phiếu cho nhân viên mà mọi người cho là xinh đẹp nhất lại trên 30 tuổi. Vậy thì người đó sẽ được chọn làm gương mặt đại diện. Suy nghĩ của ông Long lớn thật mới mẻ. Tin chắc là khi sản phẩm này được tung ra thị trường lại có thêm một chủ đề nữa, phải không mọi người? Cậu phải làm thật tốt đó nghe chưa? Dạ tôi biết ông Long lớn. Chú Giai tính tiền giùm tôi. Tính luôn set đồ bê và 2 ly trà chanh mới kia lúc nãy là 369 đồng. Trời ơi, không chỉ có cô quên đem bóp tiền, tôi cũng vậy thôi. Tôi kêu chị Ma tính tiền trước đã. Thôi không cần đâu, tôi có thể bác đặt thông rồi. Ok. Dùng điện thoại cũng quét được hả? Đương nhiên rồi, tôi cài sẵn phần mềm bác đặt thông trong điện thoại. Như vậy thì không sợ quên đem thẻ. Trong thẻ hết tiền có thể nạp tiền vô liền. Làm sao vậy? Lát nữa ăn xong thì tôi cài giùm cho, nhanh okay. lắm. Ok. Mary mời đó. Tại sao tôi cản kìa? Thôi, ăn Ê, cơm thôi. Em mới gọi cơm cho anh đó, sao anh xuống trễ vậy? Bận lắm hả? Thì cái vụ Bảo Bối Giữ Sắc Đẹp đó, ban đầu tính tìm Dạn Hoa làm gương mặt đại diện thì ổn thỏa rồi. Ơi ai ngờ. À, trời, ai ngờ ông Long lớn lại tổ chức bầu phiếu đâu. Hiện giờ chủ đề đang được quan tâm nhất ở trên trang web bí mật là cô gái nào có lượt bình chọn nhiều nhất trở thành gương mặt đại diện đó. Có người nói dự đoán kết quả cuộc thi bằng bảng xếp hạng hot girl xinh đẹp quyến rũ của Tiếp Long. Mọi người đoán thử coi ai có tên trong danh sách. Có phải đại tiểu thơ không? Đương nhiên là không rồi. Có thể gọi là hot girl xinh đẹp quyến rũ Tiếp Long thì đương nhiên phải đẹp cỡ baby của tôi mới được chứ, có phải không? Em hấp dẫn vậy hả? Tôi không để ý sao? Đâu chỉ có David, Mary và Mia cũng có tên trên danh sách luôn. Còn nữa, đương nhiên không thể thiếu người phụ nữ khéo léo nhất công ty, tức là bạn gái của tôi, IC. Anh khiêm tốn chút đi, tại sao không có phần tôi vậy? Bởi vì đó là do người trong công ty bầu phiếu là trung thực. Mấy người có tên trong danh sách chứng tỏ là có cơ hội làm gương mặt đại diện Bảo Bối Giữ Sắc Đẹp, ngon. Không thể làm gương mặt đại diện cũng không sao, ít nhất cũng là người xinh đẹp quyến rũ nhất của Tiếp Long đó mà. Được rồi. Người xinh đẹp quyến rũ gì đó, đúng là nhảm nhí. Đương nhiên rồi, Diệp Bích Gia, cô đâu có tên trong bảng xếp hạng, đương nhiên là nhảm nhí rồi. Nhưng mà tôi có phần bỏ phiếu mà. Tôi cảm thấy vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ còn quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài nhiều lắm. Tôi đồng ý với câu nói này của cô đó, Diệp Bích Gia. Trong công ty này chỉ có mình cô nói câu này là thuyết phục nhất. Bởi vì cô chỉ có thể kỳ vọng vào vẻ đẹp bên trong, vì cô không bao giờ có được vẻ đẹp bên ngoài. Anh hỏi thật nha. Em không cần thật hả? Nhìn mặt em có nhảm nhí như anh nghĩ không? Nè, sao giờ Mary Hùng còn chưa tới nữa?
Hôm nay con Thủy nó trốn ở trong phòng lâu lắm, còn kêu tôi đi làm trước đi, không biết bị gì nữa. AC cũng vậy, tôi nói chở cổ đi làm mà cổ đó không cần. Đúng đó, không lý nào giờ này baby của tôi chưa đi làm chứ. Anh nói đám phụ nữ đó làm trò gì vậy? Đi thăm đỏ hả? Rõ ràng họ đang đấu xem ai đẹp hơn đó. Ăn mặc như vậy rõ ràng là muốn giành giải người đẹp quyến rũ rồi còn gì. Sao lại nói không quan tâm chứ? Tụi em thật sự không có quan tâm. Không quan tâm, không quan tâm. Ông Long lớn cả mọi người bình chọn thì chúng tôi đi làm cũng phải chỉnh chu một chút. Đúng vậy, chỉnh chu xíu thôi, nhìn bớt lôi thôi. Thật ra chúng tôi không muốn giành đâu. Dù sao cũng có sự so sánh cho nên mới chỉnh chu một chút. Chỉnh chu một chút? Anh thấy em chỉnh chu như vậy cũng tốn nhiều tâm huyết lắm. Xin chào tất cả mọi người. Tôi làm việc ở Tiếp Long mấy chục năm, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này nha. Tất cả mọi người ăn mặc giống như là sân khấu biểu diễn vậy đó. Ê, Anita, người ta bình chọn phụ nữ trên 30 liên quan gì tới mấy cô vậy? Gì chứ, người ta cũng không muốn xếp hạng chót trên trang web bí mật đâu. À, dì Bích Gia, cô ăn mặc vậy cô định lát nữa treo cổ hả? Rõ ràng tôi muốn đứng đầu top trên bảng xếp hạng mà. Tôi nói thật chứ, cô nghĩ cô có cơ hội đó sao? Ngốc quá à, không thử thì làm sao biết. Trời ơi, nếu như tôi trở thành gương mặt đại diện thì không chỉ có tiền thù lao làm gương mặt đại diện, có thể tôi sẽ tìm được ông xã tương lai của tôi. phải rồi, ngồi xuống đi ha. Chị Tô, chị Tụng, không lẽ hai người định... Cô nghĩ còn có tham gia là còn có cơ hội à? Không lẽ cô nghĩ là cô sẽ là người thắng cuộc hả? Người ta nói, trên 30 tuổi đều có thể tham dự cuộc thi, biết đâu chúng ta có cơ hội. Ở lứa tuổi của chúng tôi như vậy là đẹp lắm rồi. Không phải chứ chị Cầm, chị cũng tham gia hả? Cô tham gia được, không lẽ tôi không tham gia được hả? Đừng có cản đường tôi. Mà Hăng lấy hết đồ đạc ra đây. Dạ, bà ba xinh đẹp đã chuẩn bị voucher thuốc bổ, chuẩn bị tặng cho mọi người, ai cũng có phần hết đó. Bổ gì mà bổ? Nè mọi người, má tôi cũng chuẩn bị sẵn voucher ăn buffet ở Tân Quy Liên Cát cho mọi người. Hoan nghênh mọi người lấy thêm mấy phiếu cũng được đó. Đúng vậy, đây. Có thời gian thì ghé ăn nha. Wow, mấy tờ voucher này tờ nào cũng cả ngàn đô lận đó. Rõ ràng Dư Tú Cầm và Bạch Thiên Nga đó muốn mua chuộc lòng người rồi. Thì cũng không hẳn là vậy. Mấy cái thứ danh vọng hư ảo gì đó tôi không có quan tâm lắm đâu. Má tôi không quan tâm đâu. Nhưng nếu mọi người muốn bình chọn cho má của tôi thì chúng tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh đó. Lý nào như vậy? Trang web bí mật này bị sao vậy? Lý nào Hùng Nhược Thủy và Cao Bách Phi đã đứng đầu top danh sách? Sao em chỉ có 2 phiếu thôi? Thực ra bình chọn trên trang web bí mật thì không thể lấy đó làm tiêu chuẩn. Với lại dự đoán trước cuộc thi mới bắt đầu, có thể mọi người chưa bình chọn thôi. Nhưng mà con Thiên Nga mập đó cũng có 20 mấy phiếu bình chọn đó. Mọi người đã bình chọn chưa? Có bình chọn cho em không? Anh là người đầu tiên bình chọn cho em. Em cũng bình chọn cho chị hai rồi. 1, 2. 2 phiếu của em tức là... Cậu à, có phải cậu không có bình chọn cho con? Có phải cậu đã bình chọn cho IC? Cậu đã bình chọn cho con rồi. Có lẽ hệ thống có một chút vấn đề, 2 ngày nữa mới hiển thị ở trên đó vậy thôi. Thật sự cậu không có bình chọn IC hả? Thật ra thì đây chỉ là dự đoán. Cuộc thi trên trang web bí mật thì có được gì đâu, đâu có được chấp nhận. Sao em coi trọng quá vậy? Em đâu có coi trọng nó đâu. Em chỉ xem thôi, tán một chút thôi. Vậy em cũng đã biết rồi. Anh tới giờ đi họp rồi nha. Em cũng nhận được thông báo. Cậu tiễn con. Đừng xem lâu quá ha. Không lý nào. Mày ngu si. Có chuyện gì đây tiểu thư? Ngồi xuống. Cô nhìn thẳng mặt tôi. Tôi hỏi cô, bất kể gương mặt, thân hình và khí chất, tất cả đều rất đứng đầu. Tại sao không ai bình chọn cho tôi vậy hả? Tôi đâu có biết. Cô biết mà. Cô không nói đúng không? Cô có tưởng cô có sức hút nhất ở Tiếp Long hả? Cô đừng có nằm mơ. Tất cả mọi người trong công ty đều nói tôi đẹp nhất. Tại sao không phải là người có sức hút trong Tiếp Long? Họ khen cô không phải vì cô đẹp nhất Tiếp Long, là vì cô là người hung dữ nhất Tiếp Long. Gì hả? Mary và IC thì khác cô. Người ta nhân duyên tốt, nhân phẩm tốt lại tốt bụng, cho nên ai nấy đều bình chọn cho họ một phiếu. Tôi cũng tốt bụng lắm mà. Nhân duyên của tôi không tốt sao? Tôi ngao du tứ phương. Còn ngao du tứ phương thì đâu chỉ có 2 phiếu ít ỏi như vậy. Tôi nói cho cô biết một bí mật. Phiếu đó
Tôi dục xuống sông xuống biển cũng không bình chọn cho cô. Lý nào như vậy? Ok, ok. Mọi người ơi, mọi người giúp tay đi. Khâu trang trí sắp xong rồi đó. Ừ, đúng vậy. Xong xuôi hết thì tôi và David sẽ mời mọi người ăn một bữa thôi. Đó, chị David và chị Mary tốt với chúng tôi vậy. Hai người xứng đáng là hot girl gương mặt đại diện rồi. Một trong hai người ai là gương mặt đại diện cũng được. Quan trọng nhất là mời chúng tôi một bữa thật ngon. Nè, 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 mọi người nghe rõ đây. Nếu baby của tôi không mời thì tôi sẽ mời. Tôi lạ đó. Em sẽ biết anh đã nói vậy mà. Mọi người có cảm nhận được không? Một luồng sát khí đang tiến tới gần đây. Chị của anh đó. Đại tiểu thư, sao cô lại ở đây vậy? Đến đây giám sát mọi người. Vậy sao? Ở đây đã được trang trí gần xong rồi. Hôm nay có thể báo cáo với cô rồi đó. Khái niệm của gian hàng này rất có vấn đề. Làm lại từ đầu đi. Cô nói thật hả? Thật ra thì gian hàng này chúng tôi cũng đã trang trí hết cả tháng trời rồi. Tuần sau lại là Giáng sinh rồi. Đúng vậy. Phải ha. Tuần sau là Giáng sinh rồi. Hay là ngày mai trước khi tăng ca, mọi người nộp bản kế hoạch mới cho tôi. Nếu tôi thấy ok thì mọi người có thể làm lại từ đầu. Ngày mai. Muốn sớm hơn hả? Không phải. 5 giờ ngày mai nộp cho cô. Wow, sao mọi người đều có mặt ở đây hết vậy? Tại sao mọi người ai nấy đều như sắp chết vậy hả? Ôi, đừng có nói lớn tiếng vậy. Lát nữa để đại tiểu thư biết được chúng tôi trốn ở trong này thì chết hết đó. Mọi người vô đây để tránh né đại tiểu thư hả? Đương nhiên rồi, đại tiểu thư không chịu buông tha chúng tôi. Chúng tôi không né thì không biết có thể đi đâu. Đại tiểu thư, hoạt động Tết sắp tới Tân Quy Long Plaza đã chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi định là... Bản kế hoạch gì mà không có chút sáng tạo? Cô không có ý tưởng gì khác hả? Sáng tạo. Đại tiểu thư, ý của cô là... Tôi hỏi cô mà, sao cô lại hỏi ngược lại tôi? Vậy tiền lương của cô tôi xài dùm luôn nha, được không? Ok, tôi làm lại cái khác. Đại tiểu thư, tôi pha cà phê khác cho cô rồi. Mong là cô thích nó. Ly cà phê không đủ nóng. Đại tiểu thư, lúc nãy cô nói ly đó nóng quá nên tôi mới pha ly khác đỡ nóng hơn cho cô. Tại sao cô không pha một ly cà phê không nóng cũng không lạnh cho tôi chứ? Vậy thật ra cô muốn nóng hay là lạnh? Pha có ly cà phê mà cô cũng không biết thì làm sao đảm nhiệm chức thư ký? Có sức hút nhất mà. Rõ ràng là đang chơi chúng tôi mà. Tôi với Mary không đỡ hơn mọi người được bao nhiêu đâu. Thật ra mọi người đã làm gì đắc tội với đại tiểu thư vậy? Không lẽ mọi người đoán trúng rồi. Mary nè, mọi người đừng nói là tôi nói. Thật ra đại tiểu thư ganh tị với mấy cô đang đứng top đầu bảng xếp hạng người đẹp trên trang web bí mật, cho nên mới làm khó dễ mọi người. Không phải chứ, vậy má chúng tôi xanh chúng tôi đẹp cũng đâu còn cách nào khác. Cách duy nhất bây giờ là cố gắng làm cho cổ hết ganh tị thì mọi người mới có con đường sống thôi. IEC ơi, hello, cô Kikisi khuyên đại tiểu thư kêu cổ đừng có giận chúng ta nữa. Đương nhiên là không được rồi. Đại tiểu thư trọng sĩ diện như vậy, cô kêu Kikisi nói thẳng mặt cổ là cổ ganh tị với tụi mình thì chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Vậy phải làm sao đây? Nè, không phải nha. Tôi nghĩ ra được cách này, nhưng mà chắc mọi người phải chịu uất ức rồi ha. Hello. Chào buổi sáng. Làm gì vậy? Bộ bị ăn cướp hả? Thì ra bốn người lượm thùng bìa cạc tông. Thì ra là mấy cô hả? Xin lỗi nha, không nhận ra. Chào buổi sáng. Ngày nào cũng tăng ca, chưa gọi đầu là phải đi ngủ rồi. Làm bữa gì còn tâm trạng. Nhưng cũng đâu thể đi làm trong bộ dạng như vậy. Tôi còn phải ăn sáng nữa chứ bộ. Nè, anh chê chúng tôi không trang điểm nhìn lôi thôi lắm hả? Không phải, không liên quan gì chúng tôi chứ. Xem ra anh có vẻ có ý kiến với chúng tôi hả? Có phải chê vẻ ngoài của chúng tôi không? Nói thẳng ra đi, gì chứ? Bình thường là trang điểm tôi vẽ lên thôi mà. Đừng có chụp nha, đừng tưởng em không thấy anh chụp lén. Bình tĩnh lại cái đã. Không đóng mới lạ. Chúng tôi làm ngày làm đêm cực khổ lắm rồi, còn phải làm thỏa mãn con mắt của mấy người sao? Nóng thì nóng, nhưng cũng phải kiềm chế bản thân đó nha. Gì chứ, bây giờ em chỉ nói vài câu thôi mà. Gì chứ, chúng tôi không có vấn đề, hay là mọi người có vấn đề chứ? Đúng rồi, mấy người đừng có làm ồn nữa có được không? Mấy người á đúng là phải học hỏi đại tiểu thư. Đúng vậy. Nào, đại tiểu thư là CEO ở Tiếp Long, áp lực công việc chắc chắn là hơn chúng ta rồi. Nhưng mà cho dù có mệt cỡ nào, nhưng mà đi làm lúc nào cũng phải thật xinh đẹp mới được đó, có phải không? À,
anh tưởng mọi người không muốn bắt chước đại tiểu thư hay sao? Đâu phải muốn giống là giống được. Nếu như chúng tôi có thể học được một nửa của đại tiểu thư thì bây giờ đã không ra nông nỗi này rồi đó. Xuất sắc đến đâu đi nữa thì cũng không phải bí mật, mọi người biết vậy là được rồi. Chúng tôi không phải nịnh cô đâu. Là thật lòng đó. Thật ra càng ngắm nhìn gương mặt của đại tiểu thư thì tôi càng cảm thấy tự ti đó. Đúng rồi, mấy người bình chọn cho chúng tôi rõ ràng con mắt có vấn đề mà, đúng không? Đúng vậy, ai chưa bình chọn thì tuyệt đối đừng bình chọn cho chúng tôi. Muốn bình chọn thì bình chọn cho đại tiểu thư, người có sức hút thật sự, quý phái thật sự. Chính xác, bình chọn đại tiểu thư nha. Ừ, chính xác. Đại tiểu thư. Đủ rồi, đừng nói nữa. Mọi người cứ ăn đi. Nhìn vẻ mặt của đại tiểu thư, chắc là êm chuyện rồi chứ. Như vậy mà còn không êm nữa thì sắp tới cũng không biết phải làm gì. Yên tâm đi, chắc cũng hả dạ rồi. Kế hoạch này là thành công một nửa rồi. Sao kỳ quá vậy? Chúng ta còn được thêm mấy chục lượt bình chọn nữa. Chúng ta đã cố gắng để đại tiểu thư kéo lượt bình chọn lên. Sao họ vẫn không bình chọn cho cổ vậy? Tôi đã thám thính tình hình rồi. Mọi người nhìn thấy các cô giả vờ nóng tính lại làm cho mình thật tàn tạ, nên cảm thấy thương xót. Vậy có nghĩa là hại chúng ta nữa rồi. Họ cảm thấy đại tiểu thư ép mọi người đến mức đường này nên càng sinh ác cảm với cổ nhiều hơn. Sao lại bình chọn cho cổ được? Ông Long lớn vừa mới ra lệnh, mau chóng diễn ra cuộc bình chọn chính thức. Tôi không muốn được bình chọn làm gương mặt đại diện cho sản phẩm bảo bối giữ sắc đẹp đâu. Ai trở thành hot girl quyến rũ xinh đẹp thì đồng nghĩa đắc tội với đại tiểu thư rồi, là tội chết đó. Có cách nào kéo dài chuyện này thêm 1-2 ngày nữa không? Hãy lên thử nghĩ coi như thế nào. Tôi vừa mới họp xong với ông Long lớn và Cung Diệp. Ông Long lớn nói là tất cả phải được bộ phận nhân sự thống kê rồi sau đó phát từng cái form cho các nhân viên. Tôi nghĩ không thể nào quản được đâu. Có thể quản được một lúc, không thể quản cả đời. Lần này tôi trúng tuyển chắc rồi. Chắc gì là cô chứ, má tôi sinh tôi ra xinh đẹp như vậy tôi cũng có nguy cơ đó. Cô nghĩ cách đi, nghĩ cách đi. Cô đừng sợ, cô đừng sợ. Tôi đã nghĩ ra một cách cuối cùng. Chào buổi sáng chú Dài. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào. Chào mọi người. Không phải, chúng tôi phải gọi cô là gương mặt đại diện xinh đẹp chứ. Đúng rồi. Chúng tôi phải chúc mừng đại tiểu thư đứng đầu trong bảng xếp hạng người xinh đẹp nhất. Đâu cần phải chúc mừng, tôi sớm biết tôi sẽ là người có nhiều lượt bình chọn nhất mà. Đúng vậy đại tiểu thư, cô mới là người xứng đáng làm gương mặt đại diện. Đây là lời nói thật lòng hay nịnh tôi đây? Thật đó. Thật hay giả cũng được. Ở đây tôi có voucher VIP thương hiệu Chanel. Nhược Thủy à, cô chia ra cho đám chị em của cô đi. Cảm ơn. Đại tiểu thư. Gia Lạc à, cậu mang đồ ăn sáng lên phòng làm việc của tôi. Ok, tôi biết rồi đại tiểu thư. Anh xem tâm trạng của đại tiểu thư tốt lắm. Nguyên sắp voucher của Chanel về cộm mà xem nó như khăn giấy phát hết cho mọi người. Đại tiểu thư lúc thì ghét mọi người tới chết, lúc thì tặng đồ cho mọi người. Độ tương phản khá là lớn đó nghe. Anh mới ngày đầu biết đại tiểu thư hả? Trước giờ cổ điều vậy mà. Phải cảm ơn Rebecca đã đưa ra cái kế hay như vậy. Tôi đã nói cách của tôi ổn mà. Helen. Có phải mấy anh đến đây lấy form bầu gương mặt đại diện xinh đẹp không? Chính xác. Bên này nè. Nè, làm phiền tất cả mọi người ở cột này, cột mã số nhân viên, ghi mã số của mình lên đó ha. Vậy là sao hả? Có nghĩa là đại tiểu thư sẽ biết được mọi người có bình chọn cho cổ hay không. Tôi định bình chọn cho May, nhưng nếu để đại tiểu thư biết được tôi không có bình chọn cho cổ thì tôi khùng. Đương nhiên phải bình chọn cho đại tiểu thư. Tôi đã làm việc ở Tiếp Long nhiều năm, ai cũng lo sợ đại tiểu thư sẽ thù hận nên mới bình chọn cho cổ thôi. Cuối cùng người có lượt bình chọn nhiều nhất trúng tuyển là đại tiểu thư. Cô thông minh lắm đó Diệp Bích Gia. Ban đầu ông Long lớn vào việc quảng cáo sản phẩm bảo bối sắc đẹp cho bộ phận marketing chúng tôi để tìm một người đẹp nhất trong công ty này. Trời quá, ở trong mắt của đại tiểu thư làm gì có hai chữ công bằng chứ. Cái này gọi là ai lớn ai ác ai đẹp nhất đó. Bách Quá Quy Long, nhà thuốc Tiếp Long, Tâm Bảo Đồ đều kết hợp quảng cáo bảo bối sắc đẹp. Video quảng cáo sẽ được anh Nhân trực tiếp chỉ đạo. Ê, thật ra xinh đẹp như đại tiểu thư gương mặt thanh tao, chỉ cần bấm đại nút chụp vài cái cũng đã có một mớ hình xuất sắc rồi. Không thể sơ sài như vậy được. Tôi đã lên sẵn ý tưởng hết rồi. Đó chính là ngọn núi phủ đầy tuyết, dùng sợi dây treo tôi lên đó, sau đó thì nhảy múa và từ từ đáp xuống mặt đất. Như vậy mới có thể nhìn thấy khí chất thanh tao như tiên nữ hạ phàm.
Thấy sao? Mọi người thấy sao? Ý tưởng này hay không? Hay không? À, hay, hay, hay lắm. Hay không hả? Hay. À, ông Long Lớn. Ông Long Lớn. Mọi người. Phu nhân Ronaldo. Phu nhân Ronaldo. Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thăm chúng tôi vậy? Đúng vậy. Mọi người. Ngồi. Sao rồi? Đang bàn về quảng cáo sản phẩm bảo bối giữ sắc đẹp à? Đúng vậy, chúng tôi đang bàn về ý tưởng quay quảng cáo đó. Liên à, tạm gác chuyện quảng cáo sang một bên đi. Sao vậy ba? Tôi nghe ông Long Lớn nói công dụng của bảo bối giữ sắc đẹp đó rất là tốt. Tôi quyết định hùng vốn mạnh. Hiếm khi CC muốn gia nhập, nhan sắc cô lại trẻ trung vậy. Để bày tỏ lòng thành, ba quyết định tìm CC làm đại diện đó. Làm đại diện có nghĩa là sao ba? CC sẽ là gương mặt đại diện sản phẩm bảo bối giữ sắc đẹp. Còn có ý kiến gì hả Liên? Đâu có. Ý kiến của con là lúc nãy con thảo luận quay video quảng cáo với Hùng Thụ Nhân, nhưng ý tưởng không có gì đặc biệt. Bởi vì CC là CEO xinh đẹp nhất Hồng Kông, cô xứng đáng là gương mặt đại diện sản phẩm bảo bối giữ sắc đẹp mà. Chúc mừng nha phu nhân Ronaldo. Vui quá. Cô làm tôi vui lắm. Cô đúng là dẻo miệng thật đó. Là thật lòng hay nịnh bợ đây? Thật lòng đó. Không ngờ đại tiểu thư cũng có ngày phải nịnh bợ người khác. Hết quát rồi. Đối với đại tiểu thư thì ai lớn ai giữ ai đẹp nhất? Ai kêu cổ không giữ bằng CC? Bà xinh đẹp nhất đó, có biết không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.